Hello cả nhà, lên sóng cho anh em một em máy sấy tóc đến từ thương hiệu Panasonic các bạn nhé. Một em VIP nhất của thương hiệu Panasonic, model đây EH-CLA97 các bạn nhé. Đấy, full chức năng, full công nghệ luôn. Chế độ nóng lạnh, chế độ dành cho tóc, chế độ mềm mại này. Và đặc biệt thêm công nghệ là Loe đây các bạn nhé. Công nghệ để lau siêu khuẩn. Những cái thằng thiết kế thằng cao cấp thì hay thiết kế thêm tích hợp thêm công nghệ siêu khuẩn các bạn nhé. Panasonic thì có Loe, còn thằng Techcom có Ion giống của Sáp các bạn nhé. Điện 100V công suất 1200W, con này đời 2016 các bạn nhé. Anh em hoàn trích trực tiếp cái mã sản phẩm này cho anh em. Đấy, giá dòng này thì các bạn mua Nhật thì rơi vào tầm tiền triệu cơ các bạn nhé. Hình thức em này thì đẹp tầm đến 90%, dây zin nguyên bản các bạn nhé. Đấy, chưa bị ngả màu chảy xước hay nước mẻ chỗ nào. Đây những vết bẩn thôi, lau qua phát cho tí gala vào thì anh em xoay gương được luôn. Đấy, bên mình đã vệ sinh sạch sẽ bên trong. Trong quanh sử dụng những hai biểu tượng bẩn bụi ở trong đây các bạn nhé. Thỉnh thoảng bạn vệ sinh mình, vì một khi sơ bị bẩn bụi nó chui bên trong này, các bạn bật lên thì cái máy xóa đốt nó sẽ cháy cái bụi bẩn tạo mùi khét, các bạn xịt sạch đi cho mình. Ở đây là hai cái gọi là hai cái đầu phát ion các bạn nhìn này. Đấy, rất là to. Ở đây thì ba đầu phát các bạn nhé, phía hai mà ba đầu phát luôn ở trên và hai bên các bạn nhé. Trông giống như kiểu cái mũi này. Đây cái phần hướng gió này các bạn nhé, một con VIP nhất của dòng thương hiệu Panasonic và cũng là một con duy nhất. Đây tất cả các dòng Pala đây, nhưng mà để một con VIP duy nhất như con này thì gần như là chỉ có một thôi các bạn nhé. Chế độ chạy đây, turbo đây, nóng này, đấy, lạnh này, chế độ mềm mại này, đấy, chế độ tóc này, anh em này, đấy, mình chỉnh như đây, gió thì không phải nghĩ rồi, êm. Điện áp 100V và 1200W, các bạn lưu ý cho mình chạy cái công suất khỏe hơn một chút, các bạn dùng đường nguồn tầm 1500W trở lên anh em nhé. Thì thường những anh em chơi hàng bãi thì đều có sẵn đường điện 100V cho đình rồi. Thì bởi vì nếu các bạn mua một cái đường nguồn chạy riêng cho cái này thì cái tiền đường nguồn nó đắt gấp hơn cái tiền máy cơ. Thì anh em kết hợp với một cái đổi nguồn to để ở bếp để dùng cho nhiều thiết bị là ok các bạn nhé. Rồi anh em cần sản phẩm cứ alo cho mình 0979665264. Tất cả các sản phẩm BM đều đã test mọi chức năng hoàn hảo và có bảo hành cho các bác lỗi đổi khác ngay các bạn nhé. Anh em cứ yên tâm sử dụng thôi. Đấy, lưu ý là không cắm nhầm điện, anh em dùng rất là bền.